cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với TVB xe máy 24 giờ. Hôm nay vẫn là Lành đây, mình sẽ cập nhật cho các bạn những mẫu xe 50 hiện tại đang có bên cửa hàng Thanh Nhân Phát cho các bạn ha. Bên cạnh mình đây là những cái mẫu xe 50, Vespa 50 và Clio nha các bạn. Và ngoài ra thì mình có những mẫu xe số như là Sigut nè hoặc là Wampa luôn nha. Thì những cái con này bên mình vừa mới về thì mình cập nhật lên giá và bảng giá và cũng như là màu sắc cho các bạn tham khảo thử ha. Và cũng qua cái dịp Tết rồi thì tất cả mọi người cũng đã quay trở lại đi làm. Thì đây là những dòng xe cho các bạn học sinh sinh viên nè, hoặc là những người chưa có bằng lái các bạn. Và những dòng xe này thủ tục trả góp chỉ từ 1-2 triệu là được rồi ha. Các bạn có căn cước công dân thì tới cửa hàng mình hỗ trợ lên hồ sơ thôi nha các bạn. Bảng này thì Vespa thì hiện tại đang có mức giá từ 22-24.500.000 ha. Giá mình báo cho các bạn đã bao gồm VAT. Và hiện tại trong tháng 3 này, những cái bảng này là những bảng màu mới mình vừa mới nhập về, và xe thì hiện tại vừa mới có luôn nha các bạn. Bảng này thì nó sẽ có những cái màu sắc độc lạ hơn như là màu nâu cà phê nè, hoặc là màu xanh này là xanh nước biển ha. Và con này là con màu vàng, và mình còn con ánh tím dưới luôn ha. Những cái màu này là đều là màu gốc của nhà máy cà quẹt theo màu luôn ha các bạn. Những cái bảng này thì nó cũng không có khác biệt về những cái bảng cũ ha. Vẫn là được trang bị mặt đồng hồ full LCD nè, và cụm đèn trò, cụm đèn này là cụm đèn vuông ha các bạn, được trang bị bóng đèn LED luôn nha. Và vẫn là như cũ là khóa chìa ha các bạn. Theo như thiết kế thì nó có một cái hộc để đồ ở phía trước nè. Đây à, quên đó. Rồi nó sẽ có hai hộc để đồ luôn ha các bạn. Rồi những cái mẫu này thì đa phần là hướng tới các bạn học sinh sinh viên nè, như là đang đi học với các bạn, những đi cái mẫu xe này thì nó vừa cá tính, vừa thời trang mà vừa đẹp nữa ha. Và vẫn được trang bị cốp xe nó bằng với cái cốp của chiếc xe Vision luôn nha các bạn. Bình xăng sẽ được trang bị ở phía trước luôn ha. Chỗ để chân thì khá là rộng rãi cho các bạn luôn rồi nè. Những cái con này đều có thảm hết nha các bạn. Với thủ tục trả góp với dòng xe này thì các bạn chỉ cần có căn cước công dân, có từ 1-2 triệu tới cửa hàng mình hỗ trợ lên hồ sơ trả góp ha. Đủ 18 tuổi và các bạn dưới 59 tuổi thì đều lên hồ sơ trả góp được ha. Ngoài ra thì những cái mẫu này nè, các bạn thích những cái màu như thế nào nữa thì cứ liên hệ mình gửi màu cho các bạn tham khảo ha. Và tiếp theo đây là có mẫu Clio nha các bạn. Bên mình thì hiện tại về 3 màu nha, màu vàng, màu cam và màu xám, màu xanh nhớ, xanh nhạt nha các bạn. Bản này thì nhìn nó cổ điển hơn với cái mẫu Vespa ha, được trang bị cái mặt đồng hồ là mặt đồng hồ kim á các bạn. Và bóng đèn là bóng đèn halogen nha. Bản này thì có chỗ để chân cũng khá là rộng rãi ha, vẫn là được trang bị khóa cơ ha. Và bình xăng cũng trang bị ở phía trong bên trong, và cốp cũng khá là rộng rãi ha. Những cái mẫu này nó nhỏ nhỏ đi rất là dễ thương ha. Thủ tục mua trả góp với con này thì các bạn chỉ cần đưa trước cho mình từ 1 triệu ha, căn cước công dân, có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế, cứ tới cửa hàng mình lên hồ sơ cho các bạn ha. Được, địa chỉ cửa hàng của Lành là đang có mặt ở số 359 Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương nha các bạn. Ngoài những mẫu này ra thì mình còn cái mẫu xe Sigut ở bên trong ha các bạn. Sigut thì hiện tại đang có mức giá là 15.400.000 bằng bóng đèn, được trang bị là bóng đèn LED luôn nha các bạn. Sigut đèn LED nè thì được 15.400.000 là bao gồm VAT cho các bạn rồi ha. Nó sẽ được trang bị là bánh mâm nha các bạn, hoàn toàn là được trang bị bánh mâm hết ha. Và ngoài ra thì mình còn một số mẫu và nhiều số màu nữa, các bạn có cần tư vấn cứ liên hệ qua Zalo của mình ha. Và số Zalo của mình là bên dưới là 0373976249. Khi mà các bạn liên hệ trước với mình qua phần Zalo, mình hỗ trợ cho các bạn một combo quà tặng trị giá 1.500.000, và cũng như là hỗ trợ cho các bạn chi phí xăng xe đi lại khi mà các bạn từ nhà tới cửa hàng ha. Và nhớ nha, cửa hàng của mình đang ở số 359 Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Cần tư vấn cứ liên hệ qua Zalo của Lành nha.